Đừng đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, bởi vì nhìn bên ngoài sang trọng nhưng bên trong đang mắc nợ đây này. Một năm phải đổi nhà đến 2 lần mà mỗi lần đổi nhà lại tốn cả chục triệu bạc. Nào là tiền nhà, tiền cọc, rồi tiền chuyển đồ, rồi đến cả tiền tân gia đây này. May mà chúng nó đòi ăn chỗ rẻ rẻ chứ mắc quá thì lại ốm cả người. Hôm nay cùng mình đi ăn một quán nướng ở ngay khu Phạm Ngọc Thạch. Bữa này còn không cả bằng số tiền một củ mình thuê để chuyển đồ cơ. 139 một người nướng lòng bò sốt me, xong rồi còn được tặng cả gấu bông nữa này. Mang về làm gối phòng mới luôn. Trời ơi. Ở đây còn mới được thêm súp với cả bò nướng phô mai. Ăn ban đầu để chống đói trong lúc chờ đồ. Quán vẫn giữ mô hình buffet nướng giấy bạc không thay đổi gì cả. Không có quầy like bởi vì người ta sẽ mang đồ trực tiếp ra cho mình. Với phân khúc này cũng có rất nhiều sự lựa chọn rồi, nhưng mà quán này mình ăn quen từ cái thời còn đang làm nhân viên marketing. Đến nay vẫn giữ được phong độ và vị như ngày xưa nha. Học quản trị kinh doanh đời xô đẩy ra làm marketing ảo thật đấy. Quán này có ngồi vỉa hè lẫn trong nhà, có điều hòa nha. Đây là quán ngon 28 ở số 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch. Dành cho bạn nào có niềm đam mê về nướng giấy bạc chảo gang sốt me. Bởi vì cái sốt me ở đây nó rất là xuất sắc. Ăn chấm bốc là dưới sốt đều quyện cơ. Kiểu nó chua chua ngọt ngọt giải ngấy ấy. Nốt nghe một địa chỉ bánh đúc là dứa ngon rẻ. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ cầm 20k và ăn gì ở hẻm chè ngon. Cái quán này mình qua đi qua lại mấy lần đều không có duyên để quay. Hôm nay mặc dù rất là no đấy, thế nhưng thấy quán mở mà không tắt rô thì có là lãng phí nhở. Mỗi món từ 15 đến 25 cành, nhưng hôm nay nhất quyết chỉ gọi 3 món 20 cành thôi, thì là 20 cành một món. Phải giải thích rõ không mọi người lại hiểu lầm. Mà quán chỉ mở từ 12 giữa trưa đến tầm 9 giờ tối nhá. Mình gọi một bánh đúc là dứa, bánh chuối cốt dừa với một chè xương xa hạt liệu. Đây đây, ra rồi đây, không để mọi người phải chờ lâu. Bánh đúc là dứa đây ngon đỉnh, ăn nó man mát thơm thơm, ăn kèm cùng với đường thốt lốt, rồi được rắc một ít lạc bên trên nữa. Kiểu ăn nó lạ lạ mát cực kỳ ấy, mà nó không kiểu bị ngấy đâu, dễ ăn lắm ý. Ăn bánh đúc nhiều rồi nhưng bánh đúc là dứa mọi người đã ăn bao giờ chưa? Chưa đúng không? Vì mình đây cũng là lần đầu tiên ăn đấy. Món thứ hai thì là bánh chuối cốt dừa. Còn bánh chuối dẻo dẻo ngọt ngọt thơm thơm, xong thêm vị béo của cốt dừa ăn hay hay. Lạ lạ nữa mọi người thử xem. Chốt bữa bằng bát chè xương xa hạt liệu, có thạch hạt liệu và đậu xanh, thêm một chút dừa béo béo. Hẻm chè ngon ăn là để nhớ, đúng là đáng nhớ thật nha. Một địa chỉ mà chúng mình có thể hẹn họ ăn vặt. Vốn dĩ cái hàng tiết lục ở chợ Nam Đồng này đã đông rồi, nhưng mà nói thật là lần nào đi ngang qua khu này là mình lại táp rô. Tại vì sao á? Vì miếng tiết lục núng nính như này mà chỉ có 12 cành, mỗi bát gồm 3 miếng tiết, thêm rau răm để át mùi tanh. Điều quan trọng là có cái măng cơm ăn kèm này, bánh cuốn cực. Vì sao lại bánh cuốn thì mọi người ăn thử đi thì biết. Hàng tiết núng na núng nính, rồi bác làm kiểu gì mà mịn mà không bị lỗ chỗ đâu, ăn nó kiểu mềm mịn ngọt lắm ý. Nhưng mà món này chống chỉ định cho mấy bạn không ăn được tanh nhá. Tanh ở đây mình đang nói là cái vị giống kiểu trứng vịt lộn ý. Nếu mà không ăn được trứng vịt lộn thì mình khuyên là không nên ăn món này đâu. Ăn vặt chế chiều một bát này là đủ, còn bụng rỗng hơn thì làm thêm 2 trứng vịt lộn. Ở tầm trưa đến tầm 6 giờ chiều là hết rồi. Và đặc biệt ở đây là nghỉ chủ nhật nha các bạn. Ai xem hết clip mình mới bật mí cho mọi người đấy. Dân chơi nhìn phát biết ngay mình đang review quán chè ở 67 ngõ Lĩnh Cư. Ở đây có các loại chè sinh tố, hoa quả dầm bla bla. Quán bán từ 10:30 đến 12 giờ trưa và từ 2 giờ đến 6 giờ tối thôi nhá. Tuy nhiên thì địa điểm hơi khó tìm một chút vì ở sâu tít trong ngõ. Bạn nào tự tin nhìn map không bao giờ sai thì cứ đi theo bạn đấy. Map ở đây là Google Map nha. Giá cơ bản từ 12 đến 30 cành. Nếu như mình tự tin nói đây là quán hoa quả dầm rẻ nhất cái đất Hà Nội này thì không biết có đúng không nữa. Bởi vì nó có rất nhiều các loại quả mít, bơ, xoài, lựu, táo, lê, thanh long, nhãn, dưa hấu, trời ơi đến mệt nghỉ. Rồi các loại trân châu, thái caramel, cả đào với roi nữa. Bát to ú nụ tất cả các loại topping như này mà giá chỉ 22 cành, lại còn ngon nữa, không thử thì quá là lãng phí cuộc đời. Em mình thì nó gọi đơn giản hơn, một cốc Milo dầm thạch lựu trân châu 16 cành, có các loại thạch từ trân châu, bột Milo, bên dưới sẽ có sữa đặc và đá. Tuy nhiên thì nó hơi ngọt nên mình không hảo ngọt lắm. Nếu mà để vote cho mọi người ăn thì mình khuyên mọi người nên ăn hoa quả dầm nhá, tại vì nó ngon mà rẻ. Em Milo dầm này mình chấm tầm được 6/10 thôi.